đấy em cho lên trên kia kìa. Em biết một canh. Chưa chính thức. Dám em vào anh đây.
là toàn liên quan Duy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mấy đám. Ôi trời, có ai ăn đâu mà bê làm gì. Chết rồi.
Mày vẫn đang 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 m
Dân, nó đây. Hôm nay mình đi ăn thịt chó.
Ba hay bốn, liêm một, liêm một,
bữa mồm tao phải là thằng con trai đầu tiên nên tao uống một quán nhưng mà đấy là bữa mồm ở đây bữa này cầu hết chú là tao mà chú uống không uống không uống nhưng mà uống hết hết rồi hết cái cổ rồi cho mình đi vài uống được đi uống không đấy không sao cả em hiểu đâu con đấy em cỏi không á Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không? Không. Nhưng mà cái câu đấy là cái làm được. Thằng nào thằng út? Chỉ đi. Thằng nào thằng út? Thằng út. Thằng út đi. Đang nói dưỡng cơ. Thằng út. Trời đấy. Đi lên trong hơn em gái. Mày xem bằng đi. Mày là bên tòa kia mày. Uống đi. Bảo chư bằng người. Này, chết. Chưa tính bằng quyền. Thằng chưa tính. Thằng chưa tính. Uống đi. Thôi, 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 th
phải liên quan đấy. Có làm một không tôi còn cho anh đúng không? Không liên quan đâu mà làm, thằng Phúc làm hết. Thế nó thế thì được. Được chưa? Thế thì chịu. Này, thế thôi. Điều này không liên quan đâu mà làm luôn. Uống đi mà ăn đi. Thằng này là thằng này là cả trong gia đình, thằng này là út trong gia đình. Ai là cả? Bà Lán nhá, thì anh nói là ông Đắc là rẻ luôn, là cả luôn, mà nó út thôi. Con ngồi anh em mình, đây là thằng cả thằng út. Nói thằng em chăm đâu. Cả đây, đang nói đây. Cả đây, đang nói với thằng út, thằng cả thằng út. Mình là cả, mình là cứ đi nhanh như thằng nào. Ông đang nói là nếu mà rẻ trong gia đình mình, mạch quá là cả luôn. Cả rẻ. Thế đang nói rồi. Là thằng út, con gì Nguyệt, thằng út nhất luôn. Thằng nào thằng nào anh làm lấy em thằng kia anh ra thằng kia đã út rồi. Rồi trong đây mới biết trong đây rồi. Nó bây giờ không có rẻ như dâu như trai như gái gì hết. Nhưng mà hai anh em hết thế rồi. Mình sinh ra như mình ngồi đây. Nó là đều là có phải từ A ra hết. Nhưng mà uống kiểu này là uống kiểu cả. Đúng không? Không phải là uống hết thế này. Anh ơi, em thế thôi. Chưa phải là rẻ cả luôn. Không đắc là rẻ cả. Nói mà là các cô chú bảo anh say. Sao quá. Anh say. Nói anh đâu bảo uống nhiều rồi anh thôi anh bảo chết chết rồi. Nhiều rồi thì thôi. Thế này thôi. Em anh uống. Sai là phải uống.